Mỗi người nước ngoài sau khi sang Việt Nam, lần đầu tiên đều có những bất ngờ và thú vị mà riêng họ cảm nhận được. Người thì có thể sốc vì giao thông, người thì sốc vì ẩm thực đặc sắc. Nhưng đôi khi, có những thứ mà bạn không tưởng tượng được rất bình thường ở nước ta, cũng là bạn bè quốc tế nhìn thấy phải sốc văn hóa đâu. Ví dụ như, câu chuyện của một anh bạn du học sinh người Nga mới đây được chia sẻ đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng chẳng hạn. Cụ thể là sau khi tới Việt Nam, chúng ta và ra đường gặp quá nhiều người mặc đồ có logo Adidas, anh chàng này đã lên mạng viết tâm thư vì sốc. Câu chuyện này được một tài khoản Facebook chia sẻ trên một hội nhóm du học sinh. Anh bạn người Nga kia sau khi mà về nhà đã nói rằng là Việt Nam toàn dân máu mặt bởi vì toàn mặc đồ Adidas. Giải thích lý do vì sao lại như thế, tài khoản này nói rằng ở Nga, Adidas cũng là một thương hiệu quốc dân như kiểu Việt Nam mình với thượng đình BTS. Vì mặc rất thoải mái, dễ hoạt động cho nên là được các tay tân anh chị rất là ưa chuộng và mặc rất là nhiều để dễ đi vào nhau. Lâu ngày thì nó như kiểu là đồng phục để nhận biết đầu gấu hay là băng đảng ở bên ấy. Anh bạn này còn cho biết thêm là sau khi mà ông Nga ngố mới sang Việt Nam, cụ thể là Hà Nội, ngồi trong lớp rồi ra ngoài đường thì đi đâu cũng thấy người chơi hệ Adidas nên là luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cứ đi đâu là rất khép nép bởi vì nghĩ là đây là mảnh đất của các băng đảng. Có thể nói đó là một câu chuyện khá là hài hước của một thanh niên chiếu mới chưa trải sự đời ở Việt Nam, cho nên là mới sinh ra cái lầm tưởng như vậy. Chứ anh mà ở Việt Nam một thời gian nữa thì chắc chắn là sẽ biết rằng hầu hết những bộ Adidas mà anh ấy thấy trên đường đều là hàng pha ke. Và ở Việt Nam thì chả có giang hồ nào mặc bộ đồ thể thao Adidas cả. Vâng, combo đúng chuẩn của giang hồ Việt Nam nó phải là áo bó có hình đại bàng hoặc là sói. Nói chung là những cái loại mà xúc động vật hay là da cầm có vẻ ngoài oai oai một chút. Quần thì phải là cái loại mà quần bò tụt tới bẹn, mà càng rách thì càng thể hiện được cái sự trải đời. Thắt lưng thì phải là cái hàng mà luôn vui tươi, to bản. Và nếu như mà là các anh lớn ý, thì phải là mạ bạc một chút cho nó lấp lánh. Riêng giày thì phải là những cái hàng mà thương hiệu, hàng hiệu như là Gucci hay là Dolce được order vác từ Quảng Châu mới chịu. Đó mới chỉ là khâu đồ nghề thôi, quan trọng nhất là đầu phải cắt đầu mòi hoặc là phải cạo trọc khi mà đã có địa vị. Cổ thì phải luôn có dây chuyền vàng to hơn dây xích để thể hiện chỗ đứng của mình trong giới. Và đấy mới là những cái dấu hiệu để nhận biết một tay giang hồ đúng chuẩn của Việt Nam hiện tại. Chứ giang hồ mà full combo Adidas thì sáng sớm anh cứ vào công viên lại chả thấy họ chạy thể dục trong đấy ầm ầm ấy. Nói chung ấy là để hiểu được đất nước này thì anh Nga ở trên cứ phải lên mạng thật nhiều mới có thể thấm thía được thế nào là một giang hồ đích thực, chứ không phải là như đất nước của anh Nga đâu. Chỗ anh thì băng đảng đánh nhau để tranh giành địa bàn, tiền bạc, những cái thứ vật chất tầm thường. Chứ ở giang hồ phải đánh nhau vì anh em, vì viewer và vì nút bạc nút vàng cơ. Và không những thế, nếu như mà anh chịu khó tìm hiểu một chút thì anh sẽ biết là ở Nga thì người ta xử lý mọi hiềm khích trong im lặng, cho nên là ai bị thương hay là lên bảng đếm số thì cũng không biết. Chứ ở Việt Nam thì giang hồ phải luôn có máy quay theo mình trong mọi cuộc chiến. Cho nên nếu như mà anh có lỡ đụng độ với họ thì cứ yên tâm là mọi thứ sẽ nhanh chóng được đưa lên trên mạng xã hội để làm bằng chứng, không lo mình bị thiệt. Gì chứ mấy bộ quần áo thể thao logo Adidas ấy, thì anh mà gặp mấy cô bán hàng trà đá vỉa hè với lại mấy cô nhặt ve chai thì anh còn phải khiếp nữa. Thế nên là để trở thành một cái tấm chiếu cũ tại Việt Nam thì có lẽ là anh bạn người Nga nên ghé thăm các trụ sở buôn bán đồ hiệu sầm uất nhất Việt Nam như là chợ Đồng Xuân hay là vỉa hè Chùa Bộc để học hỏi thêm về style của nước ta. Sau khi nghe câu chuyện vui của anh chàng người Nga này thì được chia sẻ trong các hội nhóm thì nó đã thu hút được rất rất nhiều cái sự chú ý từ cư dân mạng. Và cũng đã có rất nhiều người vào bình luận để khai sáng kiến thức cho anh chàng này như: toàn Adidas mua ở chợ đêm Plaza ấy mà. Mafia ở Việt Nam là đầu phải chọc, đeo kính đen, cổ đeo vàng to cỡ như xích chó, trên người vẽ cả truyện tranh. Mấy anh Nga mà chứng kiến cảnh cưỡi ngựa xích thố phiên bản Dream với Way, ngồi trước tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ngồi sau tay cầm Uyển Nguyệt Long Đao, khoác lên mình chiến giáp đại bàng thì không biết nghĩ sao nhỉ. Có nhiều người đã có kinh nghiệm đi nước ngoài còn rút ra được bài học như sau. Sau có tiền đi Nga thì tránh mang đồ Adidas, không lại vô tình được kết nạp vào đảng chứ không phải là đảng. Tôi bên Nhật đeo khẩu trang giá 3.000 có may chữ Adidas, người ta nhìn cứ thế trầm trồ.
Vâng, đó là tâm thư của một anh chàng người Nga mấy ngày nay được mọi người chia sẻ rất là nhiều trên mạng xã hội. Và dù chỉ là một cái câu chuyện vui thôi nhưng mà cũng đủ thấy cái sự khác biệt về văn hóa nơi mà bạn sống nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến bạn. Nếu như chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ thì có khi là những cái thứ tưởng chừng như đơn giản lại khiến bạn bất ngờ đến sốc nặng. Các dân chơi hay có câu, tiền ít mà lại đòi hít đồ thơm. Điều đó thì không bao giờ có, nhưng đó là dân chơi thế kỷ 21. Còn vào thế kỷ 20, tiền ít mà còn đòi hít đồ thơm là có thật. Đó chính là cao sao vàng, loại dầu xoa đặc trưng nổi tiếng của Việt Nam. Và mới gần đây, huyền thoại này vừa gây sốt tại Nga khi được quảng cáo trong một video chất như phim điện ảnh Hollywood. Đoạn video quảng cáo về cao sao vàng khiến người Việt Nam xúc động và thích thú, vừa gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, vừa càng tăng thêm tự hào khi một sản phẩm thần thánh trị bách bệnh của Việt Nam lại được ưa chuộng như thế ở Nga, Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và nhiều nơi trên thế giới. Dù hiện nay cao sao vàng đang thất thủ ở quê nhà Việt Nam, tuy nhiên thời gian gần đây lại được nhắc tới khi trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường quốc tế. Huyền thoại này xuất hiện trong một quảng cáo khá hoành tráng, không khác gì phim Hollywood tại Liên bang Nga. Sau khi video quảng cáo xuất hiện và lan truyền rộng rãi, nhiều người Việt ở trong và ngoài nước, đặc biệt là ở Nga, tỏ ra vô cùng thích thú, tự hào khi những sản phẩm quen thuộc của tuổi thơ, đất nước, quê hương Việt Nam thân yêu một lần nữa sống lại. Theo đó, video được dàn dựng hết sức công phu, hình ảnh đẹp, phong nền gợi nhớ đến những mảng màu vàng bóng một thời của Liên Xô cũ. Màu sắc phim theo phong cách cổ điển như một đoạn phim Hollywood chất lừ, hình ảnh nhân vật chính là cao sao vàng xuất hiện xuyên suốt, mang đậm chất sáng tạo của các bạn trẻ Nga. Đoạn video miêu tả về mùi hương đặc trưng thần thánh của cao sao vàng Việt Nam như cổ điển, quen thuộc, gần gũi với tất cả mọi người. Mùi hương của cao sao vàng là sự giao quyện giữa những trạng thái đối lập khiến bạn lập tức cảm nhận được ranh giới mong manh giữa hơi lạnh và sự quyến rũ. Tất cả chúng ta đều nhớ về mùi cay nồng, thơm lạnh phả ra từ chiếc hộp sắt nhỏ. Những ký ức này đưa mỗi người trở về với ngôi nhà tuổi thơ bên ngoài bà thân yêu, nơi lưu giữ dấu chân bao kỷ niệm, nơi chôn giấu những ký ức chẳng bao giờ phai nhòa, khi cả rượu whisky cũng trở thành thứ thuốc chữa bách bệnh từ đau đầu, sổ mũi đến viêm phế quản. Mỗi cảnh quay đều rất nghệ thuật, gợi lại nhiều quãng ký ức và đầy tự hào khi nhìn lại tuổi thơ đã qua, gắn bó với thứ cao thần thánh của Việt Nam. Đến năm 2019, huyền thoại này đã trở lại và được bán trên Amazon. Ngay lập tức, nó đã trở thành một trending, một cơn sốt đối với người Nga của thời điểm hiện tại. Các thử thách mở hộp cao sao vàng hay mua về để hít vẫn được các bạn trẻ Nga tung ra thường ngày. Đã nửa thế kỷ trôi qua, hộp sắt nhỏ chứa thuốc tiên chữa bách bệnh bán từ Việt Nam vẫn nhận được sự tín nhiệm, tin yêu rất lớn của người dân Nga. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!